Già Thiên tập 511 Lúc bây giờ dưới chân Diệp Phàm máu đỏ tươi văng bắn khắp nơi. Đó là máu thuộc loại huyết mạch cổ hoàng, thần quang bùng lên cực kỳ xác lạ. Nhưng hắn căn bản không có liếc mắt xem qua dưới chân một cái, giống như là nghiền chết một con rệp, chỉ là mắt nhìn thẳng vào con gái của thần khư trên không trung xa xa. Cảnh tượng này có chút đáng sợ, đó nhưng dường như đường đường là cổ hoàng tử cùng một thế hệ. Bất kể là ở niên đại nào đều cao cao tài thượng. Ngày nay đã vậy, còn không kịp chịu nổi bột kích. Ở dưới chân Diệp Phàm thật sự giống như gà đất chó sành. Không phải không có phát sinh loại chuyện này, nhưng rất là ít. Chỉ có đại đế khi còn trẻ tuổi mới có thể làm được. Tất cả đều được ghi vào trong sử sách, trọng yếu nhất, không thể quên lãng. Con gái của thần khư hết cả hồn, trên mặt màu máu mất sạch. Nàng là thiên tri kiêu nữ, nhưng đối mặt với ma vườn cái thế trước mắt này, lại khó có thể sinh ra cảm giác về sự ưu việt cho dù là một tia. Ngay cả chính nàng cũng không biết, mình đang rút lui, đây là bản năng linh hồn, đối mặt với người phía trước kia sinh ra vô cùng sợ hãi. Tiếp là ngày thường, như thế nào, như thế. Huyết mạch cổ hoàng là vô cùng kiêu ngạo và tự phụ. Mà hiện tại, linh hồn của nàng đang rung động, tràn ngập sự không cam lòng. Thân thể phản đội ý chí của nàng. Thanh thể chậm rãi động thủ, Hãy nghe ta nói, hiện tại có chí tôn đang nhìn chăm chú vào ngươi. Nếu ngươi độ kiếp, tất sẽ bị phát hiện, rước lấy đại họa đấy. Con gái của thần khư nói ra, cố gắng trấn định. Những thứ này còn cần ngươi phải dạy ta sao? Diệp Phạm bước đi tới phía trước, đầu bạc như tuyết, mà sắc mặt của con gái của thần khư cũng là trắng như tuyết. Trong lòng của nàng vô cùng lo lắng, dần lên mỗi bất tường, càng ngày càng kinh hoàng hơn. Nàng là con gái của chí tôn, huyết thống cao quý, chưa bao giờ xem cường giả nhân gian ở trong mắt, bởi vì căn bản là không có người nào dám chọc tới bọn họ. Bọn họ bao trùm ở phía trên quy tắc nhân gian, cái gọi là ước thúc, cái gọi là chuẩn tắc nhân giới, đối với bọn họ đều là chuyện cười thôi. Thế nhưng hôm nay, nàng đã trột dạ. Bậc cha chú của ngươi từng được người ta tôn kính, nhưng ngày nay vứt bỏ thế giới này đi theo hướng hủ bại về phần các ngươi thì không cần phải nói. Diệp Phạm cười lạnh hắn từng bước bước tới phụ cận trong miệng quá to. Nếu cũng có người, vậy chấm dứt đi. Hắn không hề động thủ, chỉ quá to một tiếng. Tinh hạ ở chung quanh vỡ ra, thiên địa vỡ nát. Mà con gái của thần khư thì lại thét lên chói tay. Trong tay, bí bảo đấp đánh, dùng để chống lại. Đây là pháp bảo của nàng do cổ hoàng giúp luyện chế mà thành. Nhưng hiện tại lại âm âm vỡ nát, căn bản là vô dụng. Nàng không chịu nổi loại sóng âm và uy áp này. Hai tay bịt kín lỗ tai, quỳ sụp xuống đời đó, giống như nổi điên kêu to, rồi thất khiếu đổ máu. Loại cảnh tượng này có mức khủng bố. Hoàng nữ cao cao tại thượng, không có một chút năng lực chống lại. thân thể tất tất nổ tung, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, rồi sau đó ngưng động, rồi phùng một tiếng, dập nát dưới tình không. Kẻ nào! Loại song âm to lớn này chấn động cả vũ trụ, ngay cả trí tôn đang ngủ say đều sinh ra cảm ứng đấy nhất thần tướng thiên đình cổ ở trước địa phủ mở cả mắt thế nhưng hắn đã rất giản đua đầu đầy tóc bạc trắng giữa các này đứng dậy rồi nói ta hẳn nên táng chính mình rồi không kiên trì nổi nữa thần tướng tiêu sái mà khí phách lúc này đã già lão cũng đã mặt búp bê nhưng lại cắt lên nhiều nếp nhăn sinh mệnh của hắn đi tới trung điểm khó có thể duy trì người còn sống xuất hiện chính là không biết có thành công hay không hắn thở dài một tiếng nhìn ra tinh không vũ trụ rồi nói. Trốn hồng trần này khiến người ta quyến luyến mà. Đáng tiếc, sự này còn không ai có thể chân chính trưởng sinh đâu. Hắn đứng thẳng đưng cười ha hả rồi nói. Đình Phi, câu nói của ta đúng không? Người như chúng ta sao có thể vô thanh vô tức chết đi? Cho dù chết cũng phải làm cho thiên địa sợ run vì chúng ta mà phải kêu vang. Hắn cầm trong tay cây côn đá, đường đèo cây trưởng cung màu đen, đi nhanh hướng về phía âm phủ kia hắn phải kết thúc trong một trận chiến huy hoàng đến cực hạn tiền bối ngài định đi đâu ở phía sau của hắn chuyển đến một âm thanh một người đầu bạc xuất hiện diệp Phạm, đúng là đã tới đây rồi đệ nhất tần tướng tiên đình cổ xoay người nở nụ cười rồi nói người đúng là công tệ đi tới từng bước này đi ứng phó đại kiếp nạn đi nơi khác không dám nói địa phủ ta trấn thủ cho ngươi đi mau đi không ta, ta tự mình đến ứng phó được. Diệp Phạm lên tiếng, hắn không muốn nhìn đệ nhất thần tướng của thiên đình cổ chết đi. Ta đã sống đủ lâu rồi, không biết bất tử thiên hoàng chấp niệm ta không tiêu tan. Nhưng hiện tại, ta không tìm được hắn, cứ để ta kết thúc ở địa phủ này đi. Đệ nhất thần tướng thiên đình cổ nói ra, trên mặt tươi cười, quay đầu về nhìn về phía địa phủ. Tiền bối, xin uống máu này đi. Diệp Phạm há miệng cắn bàn tay, một đoàn xích hỏa nhảy lên nhìn kỳ lạ phát hiện nó là máu đỏ tươi tuy nhiên như ngọn lửa di động và đại thực trong suốt và sáng đạo ta từng uống qua máu của đế tôn trăm năm trước cũng tắm trong máu của bất tử thiên hoàng không có ích gì đâu hiện tại ta chỉ muốn chiến một trận cho tống khoái thôi tốt lắm ta theo tiền bối đi địa phủ trừng giải quyết nơi đây rồi nói sau diệp Phạm cất tiếng nói người không áp chế được nữa rồi không cần ở chỗ này lãng phí lực lượng. Bằng không, đợi cho tất cả trí tôn tập trung lại. Người thật sự không có một chút hy vọng nào đâu. Đệ nhất thần tướng tiên đình cổ lắc đầu, nói tiếp. Dành chút khí lực đi, đời này ta giúp người trấn thủ ngăn chặn. Diệp Phạm trầm mặc rồi sau đó xoay người. Đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy đệ nhất thần tướng tiên đình cổ. Anh kiệt tiêu sái mà lại hào hùng cái thế này. Suốt cuộc thì bại trên năm tháng sau một ngày này, thiên hạ không còn nữa. Vũ trụ gió thổi đến, Diệp Phàm đầu đầy tóc bạc bay múa, hắn đi qua một dãy lại một dãy tinh hà. Trong mắt có cảnh tượng thật nguyên thủy hủy diệt, thế nhưng có tình hạ đất đoạn, có tiền địa sơ khai. Lúc này vũ trụ toàn cảnh đại loạn, Diệp Phàm trở về dẫn tới sóng to gió lớn khắp nơi, mà chuyện hắn đâng tay điền diệt sạch đại quân bá huyết sớm đã chuyển ra bên ngoài. Và mới cách đây không lâu, chuyện hắn đạp chết vãng sinh, quát một tiếng vỡ nát con gái của thần khư, cũng bị người ta dùng trí bảo viễn cổ để mà thông thiên quét thấy. Dùng động tinh không vũ trụ, pháp nhãn thông thiên nguyên vốn là thần vật vô thượng của yêu hoàng điện bắc đầu. Ngày nay, lưu lạc trong tinh không. Ngay cả diệp phàm bọn họ, năm đó bị chín con rồng kéo quan tài đi vào bắc đầu để bị nó cảm ứng được. Tin tức vừa chuyển ra, các con của vùng cấm từng gửi sắc mặt tái nhợt mỗi người cảm thấy bất an, tất cả đều trước tiên ẩn phục đi ngay. Nhất là khi Diệp Phạm bước chậm trong tinh không, đi ngang qua vị trí của bọn họ, những người này đều thấp thỏm lo âu, sợ bị hắn phát giác. Một ngày này, Diệp Phạm xuất hành, người trong cấm địa sinh bệnh đi tất cả đều yên tĩnh, không có một người nào dám nhảy ra, đều trốn vào trong tinh hà, có thể nói là quá ư ừ sợ hãi. Thế nhân quả thực không thể tin được hết thảy điều này, con của vùng cấm từng không ai bị nổi, là tự phụ như vậy, ngày nay lại đều bị dọa thành cái dạng này. Quả thực khiến mọi người rúng động. Tuy nhiên, điều này cũng có thể hiểu được. Đến bây giờ, con của vùng cấm chết ở trong tay Diệp Phạm, không có 10, cũng có 8, 9. Bọn họ như thế nào để không sợ cơ chứ? Nhận là bài học vãng sinh cùng với con gái của thần Cư vừa chết không đầu, máu chảy đầm đìa. Không có người nào không sợ hãi cả. Mặc dù từng tuyên bố phải càn quét mấy người của thiên đình cũng đều thành thành thật thật cúi đầu ngủ đông một câu cứng rắn cũng không dám nói ra trên thực tế tâm tư của diệp phàm căn bản là không có đặt ở trên người bọn họ hắn đang làm chuẩn bị cuối cùng nói khó nghe một chút con của vùng cấm đã không còn lọt vào pháp nhãn của hắn đường hắn đi qua hoàn toàn yên tĩnh tất cả địch thủ đều quá sợ hãi cuối cùng diệp phàm lựa chọn một vùng tinh không ảm đạm nơi này tất cả đều là tử tinh không có dao động sinh bệnh cũng không có dấu hiệu tù sĩ thường lùi tới hắn ngồi xếp bằng trong hư không toàn thân bắt đầu phát sáng ở trong tiếng ù ù có máu huyết sôi trào có sông biển rít gào đình tài nhức óc một loại dao động kỳ dị quách tán ảnh hưởng tới tinh tú chung quanh làm cho chúng nó toàn bộ run rẩy lên theo diệp phàm dung nạp mà cộng minh diệp phàm thân thể khu gầy sợi tóc bạc trắng thoạt nhìn thực già nua Thế nhưng đúng lúc này bỗng nhiên xuất hiện một cỗ xình cờ trí cường. Nó là đến tột cùng như vậy. Thân thể Diệp phàm gần như nổ tung, máu thịt bẩy nhảy. Trong thiên linh cái hắn lao ra một dải tờ đỏ thẫm. Đầu tiên xuất hiện một cái đỉnh. Trong đó hồng quang sông thẳng lên trời cao. Chỉ trong nháy mắt liền bao phủ cả tình hại. Trong cái đỉnh đó lại là máu đỏ thẫm vô cùng tận như là biển cả cuồn cuộn sinh cơ mênh mông khiếp sợ cổ kim khiến người ta không thể tìm được. Thân thể khô héo của Diệp Phàm kia không ngừng đứt nẻ. Một giọt lại một giọt máu màu vàng tuôn chảy ra. Hơn nữa, hắn lại há mồm phun ra một giải tư máu màu vàng. Đó là máu vàng, nơi nơi đều là máu tươi. Hắn đang loại bỏ máu màu vàng đi, mà trong cái đỉnh trên đầu, máu tuôn ra như thác nước, là máu đỏ thậm buông xuống toàn bộ xuyên vào trong cơ thể hắn. Cảnh tượng thật là khủng bố. Nhiều năm qua đi như vậy, Diệp Phạm già cả có hai quyền nhân trọng yếu. Một là hắn nhìn thấy một góc tương lai trong lòng hóa thành cảnh tượng chân thực. Năm tháng trăm năm này, hắn như là trải qua một vạn năm lâu dài như vậy. Hắn chiến đấu kịch liệt trên chiến trường cả vạn năm, thảm pháp, ngộ đạo, hào hết tầm lực. Hai là hắn rèn luyện máu đỏ thấm, không ngừng từ thể nội hút ra, rồi sau đó phóng ấn. Thế nhưng, dùng thần điệm trong đỉnh mà trấn thủ, khai quật và áp bức tiềm năng của bản thân mình. Ngày nay phong ấn trong cái đỉnh mở ra, tinh huyết trở về như biển cả mênh mông tưới xuống, quay về trong máu thịt của hắn. Máu thịt của Diệp Phàm gần như nổ tung, xương cốt đứt đoạn lại trọng tổ. Máu màu vàng bị loại bỏ sạch, trong cơ thể một màu đỏ tươi, mà quan trọng hơn là giờ các này hắn bắt đầu lột xác. Thân thể khô gầy bắt đầu phát sáng, lớp da cũ lột bỏ, xương cốt gãy ép bị đè ép ra ngoài. Đây là một loại biến hóa tàn nhẫn thoát thai hoán cốt, cực kỳ bá đạo, trông thấy thật không đành lòng. Trần huyết của Diệp Phàm trở về, trạng thái gián đua trong nháy mắt thay đổi. Đậu bạc thành tro nhẹ rời xuống, máu thịt nở rộ sáng bóng, xương trắng đóng lánh, phát sáng rực rỡ. Một thân thể thon dài mà cường kiện đang làm đại, lưu động bảo huy. Đương nhiên, cùng với loại biến hóa này, địa phương này cũng biến động, tình hà đổ tung, phía trên vòng trời u tối, có lùi quang bùng lên bắt đầu ép xuống phía dưới. Theo chân huyết của hắn trở về cơ thể, cả người bắt đầu bùng phát sinh cơ, thể chất lột xác, đại kiếp nạn sắp đến đây, ngày nay đã hiện dấu hiệu báo trước. Bảo huyết trong cái đỉnh vô cùng vô tận, có thể nói mênh mông như biển, toàn bộ chìm sâu vào trên người diệp phàm, chảy xuôi hướng tứ chi bách hải, cơ thể của hắn phát sáng như một vầng mặt trời hừng hực. Biến hóa kịch liệt đang tiếp tục, mảnh xương da cũng không ngừng rời xuống. Loại thân thể này diễn biến rất kịch liệt, bình thường đều là tiến hành theo chất lượng, có ai nhìn thấy tiến hành như đao phủ chém lột xuống như thế. Rốt cuộc thoán thải hoán cốt chấm dứt, cơ thể diệp phàm trong sáng phát sáng, như là ngọn đèn ngọc lưu lì sáng lóa, sợi tóc đen nhánh, dày, rậm, chấp động sáng bóng, thân thể to lớn thon dài tràn ngập lực lượng. Mà hai mắt của hắn thì càng thêm sâu sắc, như tình hải không lượng được giờ khắc này hắn không che giấu khí tức được nữa trên vòng trời chớp động sấm sét dữ dội cảnh tượng này rất khủng bố cả vũ trụ này hoàn toàn bị bao phủ đại kiếp nạn đến đây rồi ngừng huyết luyện cốt thoát thai tái sinh trước mặt diệp phàm đã tới trạng thái mạnh nhất tổ chất thần thể đều tăng lên toàn phương vị ngay cả nguyên thần đều trong suốt đồng đủ vô cùng vô cùng phong phú đúng lúc này hắn như là thiên thần toàn thân phát sáng máu thịt xác lạc giống như một ngọn đèn tiên giới chiếu sáng núi sông bản thân công nhiễm một hạt bụi nhỏ trạng thái mạnh nhất của đời người trên thiên linh cái huyết quang chiếu rọi thiên lệnh xuất hiện một bức là một bức hình ảnh bắn lên trên bầu trời một vị trí tôn đang quật khởi đạp bước trên con đường tới ngồi vị hoàng cảnh tượng này có điểm khủng bố khiến người ta khiếp sợ thiên linh cái của diệp phạm phát sáng chiếu rọi thiên mệnh chiếu phá núi sông vỡ nát toàn vũ một tiểu nhân màu vàng từ mi tâm của hắn đi ra, vọt lên trời mà thét dài một tiếng, rồi nuốt lấy tất cả cảnh tượng thiên mệnh hóa thành hư vô. Hắn thống trị hết thảy, không thừa nhận thiên mệnh, không tiếp tục sắc phong. Lục hợp bát hoang không chỗ xa nào là không tới, khí tức của pháp lực buồn xuống, chật ních phiên vũ trụ này. Đó là lôi hải vô cùng tận, hóa thành kiếp lớn nhất Diệp Phạm từng chứng kiến. Âm một tiếng, thành âm nặng nề như là chiến xa của trời xanh đang ù ù phang động, nghiền áp mà đến, như là thống trị giả buồn xuống, muốn đích thần đối phó, trấn chết diệp hạp. Lôi quang vô cùng vô tận, vừa tới chính là 81 đợt mây tím đại kiếp nạn, đó là ánh sáng của đại đạo hóa thành tử khí ép xuống, trí cao trí đại, mênh bồng không thể so sánh. Có thể nhìn thấy, chín lần chín đại kiếp nạn, Mỗi một đợt đều như một tầng trời, từ khí mênh mông áp lực đến tinh hạ đất đoạn, vũ trụ dập nát. Lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi. Tất cả đại tinh ở phiến vũ trụ này đều nổ tung, trở thành bột phấn. Một cái cũng không còn lại. Cảnh tượng này khiến cho người ta sợ run, sợn tóc gáy. Không có một loại đại kiếp nạn nào như vậy trước đây. Mới vừa giáng xuống, liền hủy diệt cả phiến vũ trụ này. Tối thiểu tu sĩ tầm thường chưa từng nhìn thấy tận mắt và Diệp phàm chưa từng đối mặt bao giờ. Đại kiếp nạn của hắn tới rồi bởi vì thân thể lên tới trạng thái đỉnh phong nhất của đời người, khí huyết tràn đầy như biển cả mênh mông, bắt đầu khởi động, suốt cuộc không áp chế được, hắn độ kiếp. Lên cho ta! Diệp phàm giống to một tiếng, cái đỉnh trên đầu kia bay lên, bên trong hỗn độn khí tràn ngập, miệng đỉnh cấp tốc phóng lớn, sau đó nuốt thiền nạp địa, rồi lại nuốt đi vào toàn bộ 81 đạo đôi kiếp mây tím kia. Trên trời dưới đất trở thành một mảng chân không cái gì cũng không còn lại nữa. Cảnh tượng này có mức làm cho người ta sợ hãi. Nếu như có tu sĩ ở đây, nhất định sẽ bị dọa đến điên cuồng. Đây phải là pháp lực cường đại cỡ nào, lôi hải đầy trời đều không còn nhìn thấy đâu. Nên biết rằng, từ khi mênh bông này, ngay cả phiến vũ trụ đều dập nát, tinh hà đều vỡ vụn, trở thành mảnh nhỏ, cuối cùng không tồn tại nữa. Một cái đỉnh trấn áp vạn vật, nuốt nạp thiên phạt, hoàn toàn là thủ đoạn của trí tôn vượt qua hiểu biết của thế nhân mà cùng lúc đó các nơi vũ trụ không thể yên lặng kiếp nạn lớn như vậy vừa xuất hiện liền kinh động các nơi nhất là trí tôn trong câm địa sinh mệnh thức tỉnh rồi bọn họ cảm nhận được khí tức giống như đã từng quen biết bởi vì bọn họ đều đứng và từng đi qua một bước này rồi kiếp nạn to lớn người này có thể sẽ trở thành cao thủ hoàng đạo kiếp to lớn như vậy tiềm lực vô tận nếu lên tiếp một tầng thì cao chót vót không thể lường được đại kiếp nạn xuất hiện bất kể che giấu như thế nào đều vô dụng mặc dù có khi thiên trận văn cũng không được bởi vì đôi hải cấp số này quá mức mênh mông căn bản là không có khả năng che chắn ẩm một tiếng đại kiếp nạn càng thêm tàn bạo huyền quang diệt thế mênh mông vô cường phiến vũ trụ này vỡ nát trở thành ngọn nguồn hủy diệt cái gì cũng đều bị chôn vùi cái gì cũng không còn tồn tại lời hải quá to lớn vẫn qua tưởng tượng của thế nhân không thể hiểu biết làm cho địa phương này hóa thành vùng đất tai họa chỉ cần là sinh mệnh tiến vào nhất định phải bị đánh vỡ nát diệp phàm lộ thần sắc ngừng trọng tiến hành chống cự mới bắt đầu mà thôi đại kiếp nạn đã cuồng bạo như thế đủ để đánh cho chuẩn đế thành tro ngay cả hắn dù có cường đại cũng phải cẩn thận đối phó vũ trụ gào thét lôi đình hải dương ngập trời lục hợp bát hoang đều là ánh sáng của nó, không có tình tú gì còn sáng lấp lánh. Mỗi một lũ lồi điện hừng hực đều đan vào và giáng xuống. Dấu vết của quy tắc cấu trúc thành vũ trụ căn nguyên nhất, bổ ra hết thảy. Đây là khai thiên, khí tức thái sơ cuộn vào mãnh liệt, mà thần lực diệt thế cũng cuộn cuộn mênh mông. Loại nãi kiếp nạn này không ngừng, thần kiếp khác lại buồn xuống. Trên vòng trời, mấy chục loại kiếp phạt đồng loạt tới cuồn cuộn. Diệp Phạm há hốc mồm giống to, kịch liệt chống cự. Nơi này trở thành địa phương khủng bố nhất trong vũ trụ, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Hào quang rừng rực chiếu rọi cổ kim, thiên địa đều run sợ. Trong mơ hồ như là thống trị giả giáng xuống nơi này, vô cùng uy nghiêm, muốn đích thần đánh chết Diệp Phạm. Phá cho ta! Ngay bi tâm của Diệp Phạm phát sáng, tiểu nhân màu vàng nhảy vọt lên trời cao, há mồm phun ra nuốt vào các loại lôi quang, thanh tẩy bản thân mình rèn luyện nguyên thần sau đó lại dẫn tới hướng phát triển nhân thế trận đại kiếp nạn này là một loại kiểm nghiệm diệp phàm luyện thể ở trong đôi quang đáng sợ nhất tôi luyện cái đỉnh đồng kia rèn luyện nguyên thần của mình cho chính mình càng mạnh trở thành một chân thần còn sống không thể nghi ngờ đây là một quá trình kịch liệt tràn ngập sự nguy hiểm bất cứ lúc nào sẽ hóa thành tro tàn trong lưu điện hừng hực muôn đời khó gặp nhưng nếu vượt qua được thì thiên hạ khó có đại địch lôi quang như thác nước không ngừng rơi vào trong cái đỉnh ở trên mặt lưu lại các loại lạc ấn trở thành một bộ phận phù văn đại đạo ở bảo đỉnh đây là tự nhiên xây dựng mà thành đều không phải là cố ý rơi vào cái đỉnh nặng nề di động với tiểu nhân màu vàng cùng nhau ở trong đó vạn vật mẫu khí như tấm rèm rủ xuống thay thế tinh hà làm cho địa phương này vừa bao la hùng vĩ vừa lộng lẫy lạ thường Diện Phạm ngửa đầu, thân thể như là không đáy. thì trông lại lồi hải vô cùng tận kia, cũng không ngừng há mồm nuốt điện mang. Mà mỗi một tấc máu thịt cũng đều như là bảo bình, đã sớm hấp thu, không biết bao nhiêu lồi đỉnh Thân thể của hắn cùng với nguyên thần đang phát sinh một loại đột xác đáng sợ. Ngày nay mỗi một giọt máu của hắn đều ẩn chứa bí mật của khai thiên. Bên trong có lồi đỉnh đổ vang. Bất cứ một giọt máu nào chỉ cần bay ra tất nhiên sẽ tiêu diệt sạch tinh hà, vỡ nát cả đại thánh. Bong một tiếng, trong thiên phạt có tiếng vô thủy chung vang vọng, nhiễu loạn thời gian, dường như lập tức trải qua muôn đời lâu dài như vậy, làm cho cơ thể Diệp Phàm đều cứng lại rồi. Ở giữa các này, hắn cảm thấy như đã sống qua một kiếp, cảm thấy thân thể mình giả nua, hóa thành bụi bặm, sau đó theo cắt bụi bay lên, đi luân hồi làm cỏ cây tẩu thú các loại. Diệp Phạm thét lớn trong tiểu nhân bầu vàng thanh tĩnh lại, không bình lại, vận chuyển thần thuật tối cao, cố định được bản thân của mình, không nhìn thời gian hỗn loạn, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tiếp theo, Mỹ tâm của hắn phát sáng, vận hành bí quyết chữ tiền và bí quyết chữ hành, xuất động được cấm kỵ thời gian, áp lực bảng bạc bên dưới vòm trời, đối chọi gai gắt chống lại kiếp phạt của trời xanh. Đây là một địa phương đáng sợ, các loại pháp tắc đan vào nhau, lực lượng khắp nơi trên ý chuẩn đế của Diệp Phạm rèn luyện thành trước kia sớm trở thành tro bụi lưu điện bổ tới hoàn toàn không giữ lại được thời điểm này chỉ có thân thể của hắn không bị hủy còn có cái đỉnh có thể trường tồn các đồ vật khác ở dưới sấm sét cường đại như binh khí chuẩn đế cũng không được phải trở thành tro bụi hết loại đại kiếp nạn mênh mông này xưa nay ít có tiếng răng rác vang lên diễn biến đại đạo hóa thành hình thể chân thực phóng xuống đó là các loại sinh vật bao gồm chu tước thần binh các thứ kịch liệt chém giết giao chiến cùng một chỗ với diệp phàm cảnh tượng đáng sợ không gì sánh nổi khiến cho người ta chấn động mỗi một loại thiên kiếp đều đủ để diệt sát trừ chuẩn đế trên thế gian này mà ở địa phương này lại ùn ùn kéo tới từ chín tầng oh! Từ 9 lần 9, 81 đợt đại kiếp nạn mây tím bắt đầu, số lượng lôi kiếp luôn luôn giảm dần, nhưng lại chân áp xuống phía dưới, càng khủng bố hơn, ôn ôn kéo tới không ngừng. Ẩm một tiếng, tiền quang ngũ hành sông thẳng lên trời cao, vạch ra ở trong vũ trụ một loại khí tức không hiểu. Ngũ hành kiếp xuất hiện rồi. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ diễn biến cùng một chỗ, sao hỏa hợp nhất, cuối cùng tạo thành như một ma thể nghiền ép xuống tạo thành uy hiếp thật lớn với thần thể của Diệp Phạm. Hơn nữa, phía trên mặt thể lại có một cái đầu chân chính từ cổ đời đó đã bị cắt đứt đoạn, nó chảy đầm đìa. Trên cái đầu, răng nanh trong miệng nhe ra, tóc tài bù sổ, nhìn chăm chăm vào Diệp Phạm. Trong sách cổ có ghi lại, ở trong đại kiếp nạn đáng sợ nhất, sẽ có các loại chuyện kỳ bí không giải thích rõ. Tuy nhiên loại này, có người nói đây là một loại hiến tế, dẫn động trời xanh, thu hút thống trị giả đánh xuống lồi pháp đáng sợ nhất. Từ lực lượng ngũ hành dùng hợp, cũng luyện chế thành một viên đầu của ma thể, máu chảy đầm đìa, đủ để thuyết minh sự đáng sợ của kiếp nạn lần này. Quả nhiên, Diệp phàm cứng trọi cứng, trên người có điểm điểm vết máu bắn ra, không hồ là hình thức hiến tế trong truyền thuyết triệu hoán trời xanh giáng xuống đại kiếp nạn cấm kỵ, không gì so sánh nổi. Tình không này đều bị tán nhỏ ra, ngay cả dao động truyền ra đều cuồn cuộn, cuốn tới các tinh hệ xa xa làm cho tinh tú nơi đó một viên tiếp theo một viên nổ tung trở thành bột mịn. diệp phàm cứng chọi cứng với đầu ma thể bàn tay lộ ra vết máu đều sắp xuất hiện xương trắng đây là chuyện xưa nay chưa từng có thiền kiếp thật cường đại thật sự là xưa nay hiếm thấy tối thiểu ở cảnh giới này khó có thể gặp được truyền tới một thanh âm lạnh lùng trong tinh không xa xa xuất hiện một thân ảnh ra người hắn cao hơn một trượng một đầu đầy tóc tiến bay theo gió, đứng sừng sững ở bên cạnh đồi hại, nhìn chăm chú vào Diệp Phạm. Hai mắt của hắn như hai đưỡi đao bức người, khí phách toàn thân tràn ngập tính sầm được có một loại khí cơ cường đại áp bức người ta, hít thở không thông. Không hề nghi ngờ gì, đây là một vị trí tôn cổ đại. Ba thể đại thành đến đây rồi. Cho tới hôm nay, Diệp phàm tái hiện, đại kiếp nạn chấn nhiếp thế gian. Ba thể hắn rốt cuộc đứng ngồi không yên, tự mình chạy tới nơi đây. người rất mạnh, xưng được với trừ thiền ngút trời, tuổi trẻ mà có được thành tựu như vậy, không đói xưa này hiếm thấy, cũng ít có đấy. ba thể đại thành gật đầu thở dài, phát ra lời tán thưởng nhiệt tình. tối thiểu hắn cũng biết, năm đó hắn không làm được gì, khi độ kiếp hắn đã hơn ngàn tuổi, mà hắn thành tựu như vậy cũng đã được xem như là xưa này hiếm thấy. cái này thì tính là gì? có người nằm sau trăm tuổi chạm đến lĩnh vực thành đạo, nhưng từ đó về sau lại nửa bước khó tiến, mà có người mấy ngàn năm sau mới đắc đạo, trực tiếp hóa thành trí tồn vô thượng. Diệp phàm không cho là đúng, hắn đang độ kiếp đáng sợ nhất, hơn nữa gặp phải người đối với hắn có tính xâm lược nhất trên đời này, mà vẫn bình tĩnh như thế, còn thật sự nghiêm túc thảo luận phi thường trấn định. Bác thể đại thành bi tâm, nơi đó có một vết tối đen lúc này nhảy lên rất nhẹ ánh mắt càng ngày càng sắc bén bắn ra chùm tia sáng như hai luồng điện tím nhìn trong chọc vào diệp phàm mà nói đáng tiếc lường tài bị chất như vậy sắp ngã xuống rốt cuộc không nhìn thấy cái đẹp của tình không và mỹ cảnh tốt đẹp của đời người rồi cứ như vậy tự tin có thể giết chết ta sao trong thiền kiếp cái đầu ma thể khủng bố kia nổ tung rót vào máu làm cho thần lực ngũ hành tăng vọt khi tức dập nát tình không. Thánh huyết trên năm tay của Diệp Phạm văng bắn khắp nơi. Hắn đổ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong bản thể áp trời kia, như có một hư ảnh hiển hóa, hợp nhất lại. Đó là ý chí của đại đạo thiên địa không dung tha cho hắn, ập xuống phía dưới. Giết ngươi, con cần phải tự tin gì chứ? Điền đại ta vô địch, tổ tiên của ngươi đều phải thân phục. Nằm đó, thanh thể đại thành bị ta đánh cho nổ tung, ngã xuống trước chân của ta. Cái loại cảm giác tắm trong thánh huyết này thật sự rất tuyệt vời. Đã rất lâu rồi, không có cảm nhận được. Ba thể đại thành chắp hai tay sau lưng, vô cùng tự phụ, đứng ngạo nghễ trên tình hạ, bệ nghễ thiền hạ, chỉ có tàn độc tôn. Người, cảnh giới này chính là như thế, tự tin vô địch cổ kim, duy nhất chỉ có tàn độc tôn, bằng không cũng sẽ không đi đến từng bước này. Mà người có loại tính cách này ở trong thế tục cũng không hiếm thấy, kẻ bại tự nhiên trở thành trò cười. Mà người thành công thì tỏa vầng hào quang vạn trượng, cả đời cường thế. Các loại tự phụ này là tính chất đặc biệt vốn có. Ba thể đại thành hiển nhiên chính là người sau, vô địch thiên hạ, có liên quan với tính cách của hắn. Hắn chính là tự tin như vậy, cho tới bây giờ đều là như thế. Tin tưởng đánh bại tất cả, trong mắt không có người khác. An tâm, độ kiếp chuẩn đế, tầng thiên thứ tám của người đi. Bằng không, giết người đều cảm thấy được bẩn tay của ta. Hắn khẽ nói, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Loại này nói ra rất khó nghe, nhưng từ ý nghĩa nào đó mà nói cũng là lời nói thật. Hắn đã từng bước tới một bước này, sớm xem như một loại thành đạo khác. Từng tự tay giết chết thánh thể đại thành. Đối mặt một người của tầng thiên thứ tám, tự nhiên có vốn để nói như vậy. <laughs> Diệp Phong cười một tràng dài, mặc dù nắm tay máu chảy đầm đìa, nhưng như trước vẫn rất dũng cảm mà nói. Chữ chết viết như thế nào, người còn không biết. Hôm nay ta sẽ hái xuống đầu của ngươi, cho người thấy được rõ ràng. Bá thể đại thành sắc mặt lạnh xuống rồi nói. Nếu không muốn sống lâu, cần màu chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi vậy. Toàn trường, cái đầu ma thể kia lại càng ngày càng khủng bố. Bóng người trên nó càng thêm chân thật. Đây là ý chí của đại đạo thiền địa, thần ủy cái thế, Diệp Phạm tung một quyền va chạm cùng hắn tại một chỗ. Hai tay người đều là bị vỡ ra, máu thịt bầy nhầy, lộ ra xương trắng dày đặc. Máu đỏ thẫm bay ra, bắn lên, rời vãi ra chung quanh. Có máu có thịt, có hình thần, thần có thứ quỷ quái này hay sao? Ta không tin, cũng chỉ là tia chớp khắc theo nét vẽ cường giả ngày xưa mà thôi. Ta sẽ giết người. Diệp Phạm thét lớn, đôi chân lồng toàn thần như giãn ra, cơ thể hắn lưu động tiên huy hai tay bấm ấn, trong nháy mắt liền chấn ra một khí tức kinh sợ nhân giản giới. Hắn vạch ra tay trái, ở trên hư không khắc ra một cái phủ văn. Ở một tiếng, một chữ thì xuất hiện, chân vỡ thiền địa, có một loại thanh âm của dòng chảy thời gian, chen trúc, lào xuống. Ở phụ cận thời gian hỗn loạn này, thiên địa mơ hồ, cái gì cũng đều như là không còn tồn tại nữa, lại bị nhốt đánh vào trong biển nằm tháng, hoàn toàn đảo điên mà tay phải của hắn bấm ấn cũng vạch ra một cái phủ văn thật lớn đồng dạng khắc ở trên hư không một chữ không xuất hiện vũ trụ sụp đổ tình không rung chuyển hỗn loạn lực lượng không gian quách tán lật úp nơi đây làm cho càn khôn đều rơi vào run sợ đây là một loại lực lượng bẻ gãy nghiền nát trời cao xé mở ra rồi lại trọng tổ theo tay phải của diệp phàm mà thay đổi thanh thể đại thành lập tức biến sắc loại pháp này có mức khủng bố tay trái đại biểu thời gian, tay phải đại biểu cho không gian. Hai tay cùng hợp lại, chẳng phải chính là vũ và trụ sao? Đây là loại khí thế hùng tráng cỡ nào mới có thể sáng chế ra bí thuật như vậy? Bác thể đại thành lộ sắc mặt lãnh liệt. Hắn ý thức được loại bí thuật này diễn biến tiếp, tất nhiên có thể đặt song song với cửu bí, sẽ cực độ đáng sợ, tiền cảnh kinh người. Quả nhiên, Diệp Phạm tay trái ấn xuống, tay phải chấn ra, thời gian phía trước hỗn loạn, không gian nổ tung, làm cho tiền đạo hư không kia bị bạo lui, trong miệng hò ra máu. Tiếp theo, Diệp Phạm hợp hai tay lại, nhắm vào cùng nhau, rồi là như xuyên qua hồng hoang vũ trụ, cô đọng thiên địa huyền hoàng. Giữa các này, hắn giống như đang sáng tạo ra thế giới của riêng mình. Thiên địa nổ tung, mà thể trấn áp xuống kia, trực tiếp xuất hiện vết nứt, phát ra tiếng răng rắc đáng sợ, sau đó nổ vỡ, cứ như vậy bị hủy diệt lực lượng đại ngũ hành toàn bộ tán loạn nguyên thần bầu vàng của diệp phàm bay lên trời nuốt nạp những tiên quang ngũ hành cùng với lôi kiếp này đồng thời cái đỉnh cũng như thế chìm nổi ở nơi đó nuốt lấy mảnh nhỏ của ma thể thần cái đỉnh này càng ngay càng có vẻ phong cách cổ xưa về phần thân thể của hắn không cần cố ý khống chế lỗ trần đồng toàn thân đều mở ra mỗi một tế bào đều như cái động không đáy, cắn nuốt ngũ hành thần kiếp. Đại kiếp nạn khủng bố như vậy, ngừng luyện chế thành ma thể, ngay cả ý chí đại đạo đều buông xuống, hóa thành hư thần, lại bị Diệp Phàm ở tới các mấu chốt dùng hai tay đánh cho vỡ nát. Hư thần cũng tiêu tán, bị màu vàng nguyên thần giam cầm, hám mồm nuốt vào, luyện thành tiên tinh. Hắn không có lãng phí một giọt lực lượng nào, toàn bộ luyện hóa cất chứa trong bản thân mình tiến hành rèn luyện bổ sung nhu cầu điều này quả thực nghe những điều chưa tưởng nghe chấn khiếp cả thế gian có ai dám đảm như vậy cơ chứ đối với thiền kiếp đều cướp bóc như vậy tham lam nuốt nạp không đều là một cọng cỏ không lãng phí cho dù là một phần nhỏ điều này thật sự là không có đạo lý mà bởi vì người khác nếu muốn sống sót trong đó đều vô cùng khó khăn bá thể đại thành thường đàn bí mắt cò giật cảm giác thật không thích hợp thực lực của đối phương quá cường đại, vượt qua phạm trù tầng thiên thứ tám, dường như còn ở trên một bậc thang khác. Không có khả năng. Hắn bùng phát ra ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm không ngừng quan sát. Hắn có điều không thể tin được. Cả thế gian đều biết, chuẩn đế ở bậc thang cuối cùng, một kiếp so với một kiếp vượt qua càng khó hơn, không thể vượt cấp, chỉ có thể độ kiếp từng tầng, từng tầng một. Từ giờ đến nay, ngoại trừ truyền thuyết không được chứng thật, có không có một lần nào là ngoại lệ cả. Từ trước đến nay, không có người nào có thể độ kiếp nhảy vượt khi ở tầng thiên thứ 8, thứ 9 cuối cùng, đều chỉ có thể vượt từng bước, từng bậc thang một. Mọi người đều cần có tích lũy, đó là một nhà lao giam cầm thần thoại không lại chuyện. Nhưng vì sao lúc này, hắn có chút tim đập nhanh, cảm nhận được một chút uy hiếp, sự cảm nguy cơ lãnh liệt hiện lên trong lòng hắn thần sắc nhạy bén nói cho hắn biết sắp xảy ra vấn đề thật lớn. Ẩm một tiếng, phía trên kiếp tầng thiền thứ tám kia lại có một đợt thiền phạt chấn nhiếp thế gian buồn xuống, lớn đến khiến người ta không thể tưởng tượng, bao phủ cả nơi đây, xuyên thùng tất cả lôi quang của kiếp tầng thiền thứ tám. Loại cảnh tượng này dọa khiếp tâm thần của người ta. Ánh sáng hủy diệt, từ thiên giới giáng xuống, phá hủy vạn vật, cái gì cũng đều phải bị san bằng, hóa thành bụi bạo. Đại kiếp nạn buông xuống, hủy diệt thiên phạt, tầng thiền thứ tám trước đó, đánh tan một cái đại thế giới lôi hải, xuất hiện tiên lực trình tự cao hơn, lượn lờ sương mù hỗn độn. Đó là một loại gợn sóng mờ mịt, thực quỷ dị, thực huyền diệu, đập vào mắt vô cùng vô tận, trong chốc lát mờ nhạt, trong chốc lát lại huyền ảo, trong chốc lát lại cuồn cuộn như biển cả mênh mông. Pháp tắc cằn quyền tối cổ xưa đang lan rộng, mỗi một, một lần nữa làm tan biến nơi đây để khai thiên lập địa. Bá thể đại thành hít ngược một hơi khí lạnh, như thế nào hắn cũng không thể tin được điều mình đang chứng kiến, nhưng không thể không thừa nhận. Thật sự, đây là con người đang vượt qua hai kiếp một lần, phá vỡ thần thoại xưa này. Chuyện này là không đúng với thực tế, quả thực như là một cảnh mộng làm cho hắn trố mắt nhìn trân trối. Một thực tế rõ ràng xảy ra trước mặt, chứng thật truyền thuyết bá thể đại thành thương lan rút lui ra bên ngoài, không có chân chính lây dính cái loại thiền phạt này. Tuy rằng hắn cũng từng trải qua, nhưng cũng không muốn tùy tiện tiến vào. Tầng thiền thứ 9, đại thành. Trong mắt của hắn tràn ngập tia sáng kinh người, như thiên hỏa đang thiếu đốt hừng hực. Chuyện hôm nay có lẽ là xưa nay chưa từng có. Trong cơ thể của Diệp Phàm huyết quang đổ bắn ra, cơ thể rung chuyển, tay trái bấm ấn chữ trụ, tay phải ấn chữ vũ và chạm ra một vầng sáng rực rỡ. Ông một tiếng, máu huyết và xương cốt của hắn biến đổi kịch liệt, nâng cao một bước, huyết khí cuồn cuộn, cuộn mãnh liệt bao phủ toàn vũ trụ. Thời công này đang sụp đổ, dòng chảy thời gian sỏ xuyên qua, cảnh tượng nơi này vô cùng khủng bố. Diệp Phạm mạnh mẽ đi trên một cái bậc thang, vượt qua cổ nhân, làm ra chuyện phá vỡ lẽ thường, khiến bát thể đều khó mà tin được. Cảnh giới của Diệp Phạm hắn khi đối mặt với đệ nhất thần tướng không hề che giấu gì. Nhưng khi một mình độ kiếp của mình, đối mặt với bá thể đại thành vẫn là có điều giữ lại. Bản thân của hắn đủ cường đại, cho nên khi ứng phó với đại kiếp nạn tầng thiên thứ 8 cũng không hề cố sức lắm. Ngày nay, dẫn động đại kiếp nạn không chỉ là tầng thiên thứ 9. Tầng thiên thứ 9 lại như thế nào? Nằm đó, từng bị ta dẫm lên. Thường làn bình tĩnh lại, dù sao, hắn cũng là trí tôn, từng đứng trên thiên hạ ở một thời đại. Lời tuy nói như thế, nhưng hắn cũng không dám sở suốt mà chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì biểu hiện yêu nghiệt của Diệp Phàm vượt qua sự liệu của hắn, vượt qua đại kiếp hai tầng thiên một lúc là việc trọng đại xưa này chưa từng có. Quá khứ cũng có truyền thuyết như vậy, tí như độc nhân, tí như hư không, tí như vô thủy, nhưng cũng không có lưu lại chứng cứ. Bởi vì cũng có một loại truyền thuyết khác nói là tiên trung che chở, hoàng tháp che phủ bầu trời. Ngày nay Diệp Phàm này mới xem như là ví dụ thực tế nhất. Thần là trí tôn, mẫn cảm nhất với loại tình huống này. Thường đàn biết rằng tiền đồ của Diệp Phàm không thể đo lường được. Có lẽ thật có thể phá vỡ lời nguyền rủa thánh thể thành đế cũng nói không chừng. Âm một tiếng, đại kiếp nạn cái thế của tầng thiên thứ chín là xứng với cái tên diệt thế. Loạn thiên động địa, lôi quang thổi quét hết thảy vòng trấn nứt ra thiên địa vạn vật đều bị hủy diệt cường đại như diệp phàm đương trường cũng thiếu chút nữa bị chém thành mảnh vỡ chỉ vừa đối mặt một cái mà thôi máu thịt bắn bay tung mưa báo vãi ra xương trắng lộ ra ngoài vô cùng đáng sợ thân thể diệp phàm đều thiếu chút nữa nứt vỡ ra có mấy chỗ lộ ra xương trắng dày đặc đây là một loại cảnh tượng đáng sợ xưa này có không ít người đi đến từng bước này nhưng đều chết ở trong lối kiếp. Trên đời, không thiếu nhất chính là anh Kiệt. Đại kiếp nạn tầng thiên thứ 9, ở Diệp Phàm lại hơn sang người khác. Lôi quang mạnh sánh với thần thoại, có quan hệ trực tiếp với thực lực của hắn mà thành. Kiếp nạn này được liệt vào hạng mạnh nhất xưa nay. Thế nhưng, sau khi lôi quang thật lớn giáng xuống, bỗng nhiên lại ổn định, chỉ cuồn cuộn mãnh liệt ở trong hư không, không hề giáng xuống. Hơn nữa, địa phương này có vẻ như rất tường hòa, có từng đạo từng đạo tiên khí lượn lờ, nhẹ nhàng bay đến, làm cho người ta có một loại cảm giác như sắp mọc cánh thành tiên. Đây không phải là ảo giác, từng màng từng màng lớn màn ánh sáng chiếu xuống, cả thân thể Diệp Phàm phát sáng, hiện lên vết thương, lập tức liền khép lại, hơn nữa tinh huyết càng thêm tràn đầy. Đây là sắp xuất hiện cửu trọng thiền kiếp sao? Ba thể đại thành khiếp sợ, kiếp của tu sĩ một khi dính thêm chữ tiên kia, tuyệt đối có ngụ ý phi phạm, tất nhiên sẽ vang dội cổ kim. Hắn cảm giác đại kiếp nạn đang nổi lên, thật sự sắp xuất hiện cửu trọng tiên kiếp trong truyền thuyết. Hậu bối của nhất mạch kẻ địch truyền đời này khiến cho sắc mặt của hắn càng ngày càng xa sầm xuống, chính đã hiện tại sớm giải quyết đi cho xong. Lôi quang không hiện, ngưng tụ trên trời cao, chỉ có tiên vụ vờn quanh cùng với màn ánh sáng chiếu ra thường đàn vọt tới, mồm to nốt màn ánh sáng. Hơn nữa, toàn thân lộ chân lông đều thử giãn, điên cuồng hấp thu những điểm mưa màu vàng này. Người già, già thật rồi. Diệp phàm không có ngăn cản, chỉ nói ra mấy chữ như vậy, rất lạnh lùng thực vô tình. Mà đúng là ba chữ này khiến thân thể thương lan chấn động, thuận xoay người, ánh mắt như mũi đào nhọn, nhìn chăm chăm vào Diệp phàm Lời nói của đối phương đầm trúng tim của hắn hắn khát vọng thật sự đó là vật chất sinh mệnh mong được loại tiên vũ này chính là có thể sống lâu thêm nhưng nếu với tuổi tác của người trẻ tuổi đối diện kia hắn đâu cần phải làm như vậy đối phương mới bắt đầu quật khởi huyết khí tràn đầy như hải dương căn bản không cần những thứ này mấy chữ đó làm cho trong lòng hắn khó yên lặng đối phương nói rất đúng hắn không còn trẻ tuổi chút nào nữa à cũng đúng <laughs> đúng lắm thường làn cười to đầu đầy tóc tím bay ngược ra sau hắn bước tới phía trước rồi nói nhất mạch các ngươi tính là cái gì nằm đó ta cũng không phải chưa từng giết qua thánh thể đại thành chỉ là thấy một đống phế cốt chứng tỏ huy hoàng ta ta diên cho các người thần phục nội tâm suy yếu người không xong rồi diệp phàm nói rất ngắn gọn phải không chiến một trận đi đại chiến bùng nổ hai người đi lên liền vận dụng thần thuật cấm kỵ có lẽ cần tới mấy trăm, hơn một ngàn chiêu mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng bọn họ hy vọng, trong cháy mắt, liền có kết quả. Ba thể đại thành, chín loại thần hình đều hiện ra, rồi sau đó dung hợp làm một. Đó dĩ nhiên là một chiến tiên. Kết quả này khủng bố tuyệt thế, bất cứ người nào đều phải khiếp sợ. Ngày xưa, hắn có thể xưng hùng thiên hạ, vô địch vũ trụ, không phải không có đạo lý. Trung quanh Diệp Hàm lộ ra dị tượng, và lại tay trái bấm ấn chữ trụ, tay phải bấm ấn chữ vũ, sẽ mở ra thời không, va chạm kịch liệt cùng với chiến tiên và bá thể kia. Phốc một tiếng, máu tươi vẩy ra, đầu vai Diệp Phàm bị xuyên thủng, bắn lên một chuỗi máu đáng sợ. Nhưng hắn cũng không quay đầu lại, phóng vọt tới. Mà đối phương máu tươi càng nhiều hơn, bá thể đại thành cả cánh tay bị xé rách, gần như sắp rơi xuống, chỉ còn dính lại một lớp da mà thôi, thiếu chút nữa bị chặt đứt tới vai mà đáng sợ nhất chính là dị tượng của Diệp Phàm hợp nhất ngừng kết làm một thân thiền đế giống nhau như đúc với chính hắn bệ nghệ thiền hạ đạp chiến tiên kia ở phía dưới hắn cưỡng ép để ép chiến tiên quỷ sát xuống trong miệng quá to thần phục ta Diệp Phàm chính mình cũng xoay người lạnh lùng vô tình nhìn bá chân thân thể đã nói đến tột cùng là ai phải thần phục với ai thiền đế có một không hai thần uy tuyệt thế không thể chống lại. Hắn cùng với Diệp Phàm độc nhất vô nhị, tóc đèn dày rậm tung bay, ánh mắt nổ bắn ra điện quang giống như luồng điện lạnh lùng, có ác nhiệt cũng có sắc bén. Hắn cứ như vậy đứng sừng sững ngạo thế, một chân đạp ở trên người chiến tiên, trấn áp hắn, trong miệng quát lớn, thần phục hay không. Chiến ảnh kia quỳ ở nơi đó, rùn rẩy dữ dội. Uy thế của thiền đế khó có thể nói nên lời, bệ nghệ nhân giới, chấn khiếp thế gian, khiến người ta nơm nớp lo sợ, tâm thần đều phải run rẩy. Phốc một tiếng, thượng làn ói ra một búng máu, cánh tay vang động lộp rộp, dùng sức phất một cái, cánh tay gãy nối liền, tiếp tục cùng nhau, xương cốt sinh trưởng, trên mặt hắn tràn ngập xương lạnh. Đây chính là một loại nhục nhã vô cùng. Trước đây không lâu, hắn quét ngang thiên hạ, 9 tầng trời, 10 tầng đất, không có đối thủ, vô địch trong tịch mịch ngày nay lại bị một tên hậu bối đè ép thần hình quỷ trên mặt đất, thật không thể tưởng tượng nổi. Điều này so với giết chết hắn còn khó chịu hơn. Không riêng gì thân thể đau nhức, cảm giác xỉ nhục trong tâm linh khiến hắn phát cuồng, ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân bá huyết sông thẳng lên thiên tình cái. Cuối cùng, bức thần hình của hắn quỳ xuống, đó chẳng khác nào bắt hắn quỳ xuống sao? Hậu quả nghiêm trọng như vậy, tương đương với một cái miệng một cái miệng chửi rủa hắn không thể chịu được. Chiến tiền kia giống giận, kịch liệt phản kháng, toàn thân máu thịt đều nổ tung, xương cốt đều đậu ra, một đánh phăng ra bàn chân đạp ở trên người của hắn. Nhưng hoàn toàn không thoát khỏi được, bàn chân kia như dính ở trên người của hắn, vững chắc không thể lại động, và lại khiến hắn càng thêm không chịu nổi là ngay cả đầu đều bị đạp sát xuống, đụng đầu gối của chính mình. Khỉnh người quá đáng mà, ba thể đại thành trống to. Hắn tình nguyện chết trận, cũng không muốn bị người ta lăng nhục quá mức như vậy. Người không phải thích cảm giác tắm trong thánh huyết sao? Người tới thử xem. Diệp phàm lại trống to. Trong lòng của hắn cũng có một cơn phẫn nộ. Đối phương ba lần bảy lượt nhắc tới, từng đánh chết một thánh thể đại thành, xem bọn họ là phế cốt. Một lần cũng thôi đi, không ngờ lại nhắc tới mấy lần. Vì vậy, hắn ăn miếng trả miếng, dục máu trả máu. Sát! thường đàn trống giận vì chiến tiên kia toàn thân phát sáng thiêu đốt thần hỏa chính mình như sắp nổ tung phốc một tiếng vị thiên đế cũng chính là diệp phạm kia lạnh lùng nhìn xuống một cước đạp xuống lập tức làm cho thân thể của hắn run rẩy dữ dội đồng thời ấn dung một trường chỉ nghe đánh bốp một tiếng diệp phạm đánh vỡ thiên linh cái của hắn máu tươi và óc trắng văng khắp nơi cảnh tượng vô cùng đáng sợ nên biết rằng đây chính là chiến ảnh của một vị trí tôn, giống như là chính hắn, cứ như vậy bị đánh chết. ầm một tiếng, trên tiền vỡ nát, mang theo một cơn phẫn nộ, hóa thành một đoàn tinh khí thần phóng lên cao, biến thành từng mảng sương ánh sáng, rồi nhanh chóng chìm sâu vào trong cơ thể trần thần của thường nàn. Bá thể đại thành lay động kịch liệt, thần hình tinh khí thần tuy rằng đã trở về, nhưng lại làm cho hắn theo đó bị thương nặng đồng thời cảm giác vừa rồi bị áp chế quỷ xuống chân thật nổi lên trong lòng hắn ta à, lại bị một tên hậu bối khi dễ như vậy ư thường đàn thét lên giận dữ hắn ghi lại trước kia lúc đó thanh thể không còn tuổi thanh xuân bị hắn đánh bại thê lương thảm thiết nằm đó hắn tràn trề sinh lực ngạo thị thiên hạ đã xét toạc vì thanh thể tuổi già tắm trong máu của lão mà cuồng khí phách biết nhường nào hiện tại đến phiền của hắn với thần tuổi già đối phó một người huyết khí phương cương, thánh thể đại thành trẻ tuổi đến khiến hắn khiếp sợ. Đây thực là một vòng luân hồi sao? Hết thảy chuyện nằm đó đảo ngược lại. Đây là một loại bi ai đến cỡ nào? Tuy nhiên, hắn không khuất phục, cũng không chấp nhận mình già đi. Đây mới là hiệp thứ nhất mà thôi. Bị thua nhất thời cũng không có nghĩa là hắn thật sự sẽ ngã xuống ở trong trận thần chiến cuối cùng này. Ai có thể cười lên cuối cùng bây giờ còn không nhất định nói chính xác được. Thường đàn lau sạch vết máu nơi khóe miệng, từ trong đầu hắn có một con rồng bay vút lên, giường lành múa vút, gao rống ở trên đỉnh đầu của hắn. Hắn nghẹn uất và không cam lòng. Sau đó, một con chu tước, một đầu bạch hổ, một con hóa xà, đủ các loại tiên thú thủy cầm hiện ra. Bên trong màn huyết quang, hoàng thú ác điểu bay vút lên, giống như tiến vào thế giới thần thoại bất kỳ một con nào đều xuất thế đều có thể quét ngang nhận giản giới. Lần này, hắn không hóa thành chiến tiên, bởi vì trên đời khó có, có thể xuất hiện chiến tiên trần chính, không thể diễn biến đến hoàn mỹ. Vừa rồi thần hình của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng trung quy có sở hở, bị Diệp Phạm tìm được, trực tiếp trấn áp. Tiếng rẳng rắc lại vang lên, thành lòng bay xuống dung hợp với đầu của hắn. Hắn có được đầu trồng, hoặc như là một cái mũ thanh long, lấp lánh ánh sáng vàng. Tiếp theo, tiên phượng lao xuống, chìm sâu vào phía sau lưng hắn. Một đôi cánh đỏ như lửa dương ra từ hai bên sườn hắn, bao phủ bầu trời, che lấp mặt đất. Tiên hỏa bừng bừng, tản ra ráng mây đỏ đầy trời. Sau đó, bạch hổ rít gào, một con hổ lớn như ngọn núi cao từ trên bầu trời chạy xuống, rất nhanh giải thể, dùng hợp cùng tứ chi của hắn. Bạch hổ trào sắc bén, lạnh lẽo, có thể dễ dàng xé rách vũ trụ. Tiếp theo sau, một con hóa xà xuất hiện, dài cũng không biết đến bao xa, thủy ý vung đuôi liền có thể quất vỡ tình tú. Nó rất nhanh hóa thành nhỏ, chìm sâu vào sau lưng thương đan, làm cho hắn sinh ra một cái đuổi lớn. Hắn đang tiến hành biến hóa đáng sợ, không còn là chiến tiên, bởi vì loại vật đó không tồn tại trên thế gian này. Lực công kích tùy mạnh, nhưng có chỗ thiếu hụt trí mạng. Hắn dù có mạnh mấy đi chăng nữa, cũng so ra không bằng đấu chiến thánh hoàng vì phụ thân của hầu tử cái thế vô địch đứng trên lịch sử kia. Năm đó gần như là thành công, nhưng khoảnh khắc dùng hợp bản thân mình liền vỡ nát, như trước còn thiếu một chút chưa đạt tới hoàn mỹ. Hắn vận dụng thủ đoạn cấm kỵ, phân giải trọng tổ các loại thần hình, thích hợp nhất với bản thân mình, không tính là thần hình thuần túy, dung hợp pháp tắc, diễn biến của chiến thể, tất cả thủ đoạn tổng hợp lại cùng một chỗ, hóa thành một loại sinh vật khác hẳn đây chính là tổ thần của bá thể. Còn quái vật này, đầu thanh long, đuôi hoàng xà, móng bạch hổ, cánh phượng hoàng, vảy kỳ lân, mài lừng huyền vũ, tập trung các loại ưu điểm vào một thân, Chí cương chí cường, vô kiện bất tội. Quả nhiên, loại tổ thân bá thể này vừa ra, thiên địa trùng chuyển dữ dội, là hội tụ của máu và lửa, trời xanh đều không tiếp nhận dáng xuống phản trọng sấm xét. Hắn mới vỡ cất bước, thiên địa này liền vỡ nát, lực cường đại vô cùng không thể địch nổi, khủng bố đến tuyệt thế. Năm đó, hắn chính là với tổ thân này đánh bại thánh thể đại thành, sức mạnh vô địch hiếm có lực lượng nào sánh bằng. Thánh huyết trẻ tuổi, ta vẫn đang khát vọng, có lẽ có thể cho vào thần lô, hóa thành cửu chuyển thánh đan, kéo dài thêm sinh bệnh cho ta. Thường làn rít gạo, lao xuống, mặt giờ khắc này chẳng những hắn dùng tổ thân, các loại bí pháp cũng ra hết, mà mi tâm phát sáng, như là một cái bảo luận trói mắt, đè ép nơi đây nứt vỡ hẳn ra. Mỗi một tất cơ thể hắn đều đang phóng thích năng lượng, mỗi một tế bào đều là một cái thần tàng bá huyết sôi trào, thần lực cuồn cuộn tuôn tới. Diệp phàm lộ thần sắc ngưng trọng, giống to một tiếng, vị thiên đế kia trở về vị trí cũ, hợp lại làm một với hắn. Đây là chính hắn hiển lộ ra hết thái độ ủy nghiêm nhìn xuống con quái vật kia. Vù một tiếng, còn quái vật kia thật sự đáng sợ tới cực điểm. Tùy tay chụp một trào, phiên vũ trụ này bị xé rách, vạch tiếp một cái. Xa xa, một dãy tinh hà khác đều vỡ nát, biến thành khói bụi trần gian. Đây là trí tồn cổ đại, người thường không thể hiểu biết được. Tùy ý một kích, một mảnh tinh vực đều sẽ mải một. Bất kỳ cường giả nào, cho dù là một đám đông chuẩn đế, cũng không ngăn được một kích ấy. Diệp phàm lấy cứng tròi cứng, đi đền chính đả tung trong một quyền, va chạm cùng một chỗ với nắm tay của đối phương. Trời sụp đất nứt, quỳ khóc thần gào. Địa phương này xuất hiện các loại bóng dáng thuộc loại ảnh linh viễn cổ. Hai người pha chạm kịch liệt, từng trang tiếng đổ vang. Cuối cùng trên người Diệp Phạm xuất hiện rất nhiều vết máu tươi, lợp lập vết thường phá ra. Nhưng bá thể đại thành càng thế thảm hơn. Cánh phượng hoàng bị xé đứt xuống, sừng sườn đứt đoạn mấy khúc lộ ra ngoài. Mà cái đuôi cùng bị Diệp Phạm đánh đứt rời ra, lộ ra xương trắng dày đặc máu chảy đầm đìa ngay cả đầu rồng kia gần như bị diệp phàm xuyên thủng sau đó lại thiếu chút nữa bị cắt đứt rời xuống không thể buông tha không có người nào tránh đi liều mạng huyết chiến vốn đúng ra trận quyết chiến đấu này mấy ngàn chiêu đấy hiện tại bị áp xúc chỉ trong mấy chục chiêu liền có kết quả rồi trên người diệp phàm có máu ngay cả bộ ngực đều xuất hiện một cái lỗ máu đó là cái giá hắn phải trả. Mà bá thể đại thành thì càng thảm hại hơn. Thiếu chút nữa bị xé toạc ra, tổ thân bị thương nặng, sắp tàn rã. Hắn không thể hiểu được, bằng vào năm tháng tu đạo dài lâu của hắn như vậy, coi như là một loại thánh đạo khác. Như thế nào, vẫn đánh không lại một tên hậu bối như thế. Ngay cả kinh nghiệm, bàn lịch duyệt của hắn đều vô dụng. Người đối diện kia là chiến giả vừa sinh ra hôm nay, lại đúng như tiên đế, ở trong lĩnh vực quyết đấu không gì làm không được lực áp cả hắn trên thực tế bản thân của diệp phàm cũng không thoải mái tuy rằng là chín tầng thiên đằng phòng tạo cực còn thiếu một chút nữa sẽ bước vào một lĩnh vực khác nhưng chống lại cường giả bá huyết này như trước không hề giữ lại dù sao đối phương là một trí tôn vang dội cổ kim diệp phàm vận dụng tất cả thủ đoạn cấm kỵ chính là vì muốn uy hiếp để cho các trí tôn khác trong bóng tối hiểu được nếu muốn ngăn cản hắn tất nhiên phải trả cái giá bằng máu đương nhiên đến tụt cùng có hiệu quả hay không còn phải chờ đợi chứng thật hiện tại bản thân hắn phải ra tay lợi hại không đánh giết cho trí tôn cổ đại đau là không có hiệu quả giết độc giết cuồng giết cho trí tôn khiếp sợ phải nói cho những người đó biết rằng dám đến ngăn cản hắn thì phải trả cái giá bằng máu và tính mạng của mình hiện tại nhìn hắn như cường thế, trên thực tế rất nguy hiểm. Ba thể đại thành trống to, trong lòng hắn bi thương, lần đầu tiên trong cuộc đời bị thảm bại như vậy. Hắn ngạo thế mà đi, tới đây chém chết thánh thể, kết quả lại thảm thiết như thế. Hiển nhiên, lại một vị, một vị trí tôn quật khởi, sắp đạp lên thì thể hải cốt hắn đi tới. Trong người mới có một thế hệ đổi chỗ cho người cũ. Trên thực tế, trong bóng tối, có chi tồn khác đang nhìn, ánh mắt lãnh liệt, xuyên thấu hư không vô tận, thấy rõ tình cảnh ở nơi đây. Mọi người đều chấn động trong lòng, liên tiếp vượt qua hai tầng kiếp nạn. Điều này vượt ra ngoài dự liệu của bọn họ. Hiện tại, nếu ra mặt ngăn cản thì phải trả cái giá quá lớn. Nếu là thánh thể tầng thiên thứ tám, có lẽ chỉ cần mấy bàn tay đánh tới, Diệp Phạm liền nuốt hận. Nhưng hiện tại, bất cứ người nào đều phải suy nghĩ một phen. Sự này ít thấy, trước đó chưa từng có, Thanh thể Nghịch Thiên vượt qua hai kiếp nạn mà cho các Chí Tôn đều trầm mặc, có nên ngăn cản hay không, nếu ngăn cản thì cái giá phải trả rất lớn, còn nếu không ngăn cản, tương lai hắn thành tựu không thể lường. Đột nhiên chuyển ra tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng, rồi từ hướng tổ tình bá thể, một đạo ánh sáng vọt tới, lại có Chí Tôn ra tay, không cho Diệp Phàm giết Thường đàn. Đó là một loại dao động chí cường Lực đánh vào kinh người, ở trên đường nó đi qua, tất cả tinh tú đều dập tắt, sáng lập ra một thông đạo chân không, tốc hành tới gần đây. Thường đàn lướt ngang qua, chuẩn bị rời khỏi hiểm địa sinh tử kia. Hắn chưa từng có một loại cảm giác thất bại có có thể chịu được giống như hôm nay. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn đại bại như vậy. Ngay cả tính mạng đều không bảo đảm được, đây là một loại bi thương biết bao nhiêu. Chỉ nghe đánh ông một tiếng không trùn chảy rồi sau đó dừng hình ảnh như một bức tranh thân thể diệp phàm nhích động vung ra tiên đế quyền trí cương trí dương đánh vỡ vòm trời phóng lên đón nhận đạo ánh sáng kia toàn bộ chắn ngang ngăn cản cùng lúc đó ngày bị tầm của hắn phát sáng tiểu nhân màu vàng đạp trời đi lên tay phải cầm một cái đỉnh nhỏ nó đang diễn biến bí quyết chữ hành vượt qua tốc độ của thế gian làm cho thời gian dừng lại hình ảnh này dừng lại đồng thời trong lúc đó tay trái của tiểu nhân màu vàng bấm ấn chữ trụ ông nghĩa thăng hoa cực hạn phát huy đến mức tận cùng cũng ảnh hưởng tới thời gian quyền thần hợp đạo ngự cái đỉnh xuất kích đuổi theo thương đan Phù một tiếng loại lực công kích này quá mức bá đạo và cương mãnh chấn cho thường đàn toàn thân nổ tung đứt gần gãy xương cương đại như trí tôn bá huyết cũng không chịu nổi lập tức sắp bị giải thể nên biết rằng hắn là tồn tại có thể cứng trọi cứng với bình khí đại đế, mà hiện tại lại phải vỡ nát tan tành, toàn thân đẫm máu, xương trắng đứt đoạn, thân thể sắp nổ tung. Âm một tiếng, trên bầu trời, Diệp Phạm đánh tan đạo ánh sáng thần lớn kia, liền quay đầu lại, nguyên thần và thân thể hợp nhất, lào xuống dưới. Hắn xa sách bá thể đại thành làm hai nửa, tắm trong máu đó, đạp lên trên thân thể ở nơi đó, lạnh đùng nhìn xuống bá thể. Diệt chết trí tôn vũ trụ chấn động, khắp thiên địa rung chuyển. Đây là một vòng luân hồi. Ba thể đại thành thương lan thở dài tây lương. Trước khi chết, không phải hắn nghĩ đến thủa huy hoàng khi còn sống, mà là hắn nhớ tới tình cảnh năm đó đánh chết thánh thể đại thành, cũng giống như hiện nay, chỉ có điều thay đổi thân phận mà thôi. Ta à, không ngờ cũng có ngày hôm nay. Đây là thanh âm cuối cùng của hắn, tràn gặp thê lương, tràn gặp không cam lòng, cũng tràn gặp tuyệt vọng hắn già lão rồi, không còn như trước kia, không đánh đại thánh thể trẻ tuổi. Hơn nữa, trong lòng của hắn sinh ra một mối đau buồn âm thầm. Thánh thể một thế hệ này cường đại khác thường, có lẽ trước đó chưa từng có, cho dù hắn khôi phục đến đỉnh phong, cũng hơn phần nửa không phải là đối thủ. Diệp Phạm điểm xuống một ngón tay, nguyên thần vốn đã bị xé rách, căn bản là không bỏ chạy được, bị chém thành tro bụi, chỉ tồn ba huyết một thế hệ từ đó xong đời một vị bá thể đại thành được xưng là kẻ địch truyền đời của thánh thể nhất bạch này thật sự cường đại đặc biệt nhưng cuối cùng cũng phải đi tới trung điểm của sinh mệnh chuyện này không thể nghi ngờ là một cơn gió lốc diệp phàm dựa vào thực lực của chính mình đánh chết một vị trí tôn cổ đại hắn chân chính bước trên con đường vô địch từ một ngày này cuột khởi có khí thế khí nuốt vũ trụ có tư cách vấn đỉnh thiên hạ nói đến thật đơn giản nhưng loại ảnh hưởng này là không gì sánh nổi cực kỳ to lớn bất kỳ một trí tôn nào đều là một người mạnh nhất của thời đại ngày nay lại bị giết chết một vị đây là đại sự khiến cho khắp hoàn vũ đều run rẩy đây là thần chiến nhất định sẽ được ghi vào sử sách trấn giết trí tôn thiên hạ đều kinh sợ chuyện lớn như vậy chấn động các vực cả thế gian sợ run phàm là tu sĩ đều biết điều này có ý nghĩa gì thánh thể đại thế đã thành thế gian có ít người có thể đối địch, tối thiểu người đương thời không thể tranh phong. Chẳng bao lâu sau, hạc ám náo động, chi tôn vừa ra, thiên hạ không người có thể chế phục. Tất nhiên phải thấy chất thành núi, máu chảy thành sông, ước ừ vạn sinh đình chết đi, chúng sinh kêu rên, không biết làm sao được. Nhưng hiện tại, chi tôn bá huyết lại bị người ta đánh chết, không có một chút trì hoãn. Không phải đại đế, không phải thiên tôn cổ, mà chính là một cường giả trẻ tuổi đương thời tu đạo qua năm tháng không tính quá dài. Điều này dự báo mở ra con đường huy hoàng của thánh thể. Thời đại này chính là thuộc về hắn, một nhân vật cường đại sánh vai với chi tồn xuất thế. Khắp nơi vũ trụ truyền đến các loại dao động, chi tồn trong cấm địa sinh bệnh trầm mặc, nhưng cũng có ánh mắt kinh người sáng lên, nhìn chằm chằm tới nơi đây. Vô số sinh linh của tổ tình bá thể kêu khóc, một vị cổ tổ của họ đã chết. Năm tháng dài lâu là vô địch thiên hạ, thời điểm hắc ám náo động, đối chọi gay gắt với cao thủ hoàng đạo, huy hoàng biết bao nhiêu. Nhưng hiện tại lại kết thúc thê lương như vậy, máu nhuộm khắp tình hạ. Trong tổ động bá huyết, có một cỗ dao động cường đại cuồn cuộn mênh mông, có người muốn làm đổ tung vòm trời, bay lên trời đi giết Diệp phàm Chờ đi, hắn đã là chín tầng thiên đăng phong tạo cực, hiện tại đi còn không bằng để hắn độ kiếp trước. Ở thời khắc mấu chốt, hãy ra tay. Vàng lên một thanh âm khác, không có chút dao động cảm xúc. Không thể để hắn thuận lợi vượt qua được. Giữa các này, quy tắc đại đạo tiền địa hỗn loạn, hóa thành hỗn độn, nơi diệp phạm độ kiếp phát sinh dị thường, có người quấy nhiễu, muốn thay đổi tiền kiếp cửu trọng. Đồng thời ngay lúc đó, có cao thủ hoàng đạo khác ra tay, phát trả tiếng quát lớn hóa thành thiên âm mênh mông cuồn cuộn mà đến, đảo loạn thiên kiếp, ảnh hưởng tới Diệp Phạm đắc đạo. Bởi vì rất nhiều cảm ngộ, rất nhiều lạc ấn tiên đạo đều chất chứa ở trong đôi kiếp, bọn họ không hy vọng Diệp Phạm viền mãn. Lôi quang trùng chuyển dữ dội, không vì ý chí của trí tôn mà chuyển rời. Đại kiếp nạn chấn nhiếp thế gian, rốt cuộc tới rồi, không hề thay đổi, chỉ là phát sinh trước thời hạn. Loại kiếp nạn này uy lực vô cùng quá mức đáng sợ, gần như mới vừa tiếp xúc diệp phàm liền máu thịt tung bay sườn trắng lộ ra dày đặc thiếu chút nữa bị đánh cho nát tan đây là thiên phạt xưa này hiếm thấy phải lấy tính mạng của thánh thể diệp phàm cũng không e sợ vận hành bí quyết chữ giả toàn thần phát sáng trong nháy mắt cơ thể nở rộ thụy quang trong suốt bất hủ ngay cả nguyên thần cũng như thế giống như có một ngọn thần đang cố định ở nơi đó huyết khí của hắn là vô địch trước tiên chữa trị thường thế, khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Chí tồn của cấm địa sinh bệnh tụ tài lại, thở ơ, lạnh nhạt, lặng lặng nhìn đại kiếp nạn của hắn. Một ít ánh mắt lạnh lẽo, bọn họ dao động trong lòng, bọn họ dường như cũng khiếp sợ không thôi.